Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Trước khi học bài học hôm nay, cô cùng các em ôn một số nội dung kiến thức của bài học trước. Đây là một số câu hỏi mà các em đã làm trong bài kiểm tra đợt trước. Các em đối chiếu với đáp án của cô. Em nào sai thì các em có thể xem lại nội dung kiến thức ở bài học trước. Phần 3A bài 5 để các em có thể củng cố thêm kiến thức. Và ở bài học trước, các em đã làm bài tập, đó là hãy nêu ví dụ về việc A. Chia sẻ thông tin qua mạng. Cô lấy ví dụ như chia sẻ tệp ảnh lên trên nhóm lớp, tài liệu của các môn học với bạn thông qua email, Zalo, Messenger, vân vân. Câu B, chia sẻ thiết bị phần cứng qua mạng. Chia sẻ thiết bị phần cứng qua mạng, cô ví dụ như là camera, kết nối qua mạng để giúp chúng ta bảo vệ tài sản. Hoặc là chia sẻ thiết bị phần cứng qua mạng như là máy in, máy photo để thực hiện việc in và photo văn bản. Như vậy là các em đã được học về khái niệm và lợi ích của mạng máy tính. Vậy thì có các thiết bị mạng nào? Các em tìm hiểu bài học hôm nay. Chủ đề B, mạng máy tính và Internet. Bài 2, các thành phần của mạng máy tính. Mục tiêu của bài học là các em nêu được các thành phần chủ yếu của mạng máy tính, kể tên được một vài thiết bị mạng cơ bản. Các em cùng tìm hiểu một nhỏ ba thành phần của mạng máy tính. Các em quan sát hình 1 sau và cho cô biết những thiết bị và phần mềm nào phục vụ bạn An và bạn Bình. Các em suy nghĩ và trả lời. Có các thiết bị phục vụ hai bạn, đó là máy tính, cáp mạng, switch, modem. Và phần mềm phục vụ hai bạn như bạn An, đó là Google Chrome, Windows 10, Facebook. Phần mềm phục vụ bạn Bình đó là Cốc Cốc, Windows 10. Vậy thì theo em có các thành phần nào của mạng máy tính? Các em suy nghĩ và trả lời. Có 3 thành phần của mạng máy tính. Một, đó là các thiết bị gửi, nhận thông tin. Cô ví dụ như là máy tính, điện thoại, máy tính bảng, vân vân. Hai, là các thiết bị mạng có chức năng kết nối. Ví dụ như là cáp mạng, switch, modem, vân vân. Ba, là phần mềm. Ví dụ như là hệ điều hành, trình duyệt, mạng xã hội, vân vân. Vậy thì với các kiến thức mà các em vừa được học, các em làm cho cô ví dụ sau. Điền các cụm từ thích hợp vào cột tương ứng. Máy tính bảng, cáp xoắn, modem, switch, hệ điều hành, trình duyệt, Google Chrome, điện thoại thông minh. Các em suy nghĩ và trả lời. Các em thấy các thiết bị gửi và nhận có máy tính bảng, điện thoại thông minh, các thiết bị mạng đó là modem, switch, cáp xoắn, phần mềm đó là hệ điều hành, trình duyệt, Google Chrome. Vậy thì thiết bị mạng giúp con người được những việc gì và có các thiết bị mạng cơ bản nào? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, thiết bị mạng. Các em quan sát cho cô hình sau. Và các em suy nghĩ xem vậy thiết bị mạng giúp con người như thế nào.
À, thiết bị mạng giúp kết nối máy tính với nhau, giúp truyền thông tin từ máy này sang máy khác. Và thiết bị mạng thường gặp đó là cáp mạng, switch, modem. Và cáp mạng thì có hai loại thường hay sử dụng đó là cáp xoắn và cáp quang. Vậy dựa vào hình ảnh và kết hợp với sách giáo khoa, các em suy nghĩ cho cô cáp xoắn và cáp quang khác nhau như thế nào? À, cáp xoắn là có lõi đồng và sử dụng dòng điện để truyền thông tin. Còn cáp quang thì sử dụng tia sáng để truyền thông tin nên lõi làm bằng chất liệu trong suốt. Các em quan sát hình ảnh sau, hình 3, switch. Và trả lời cho cô câu hỏi sau. Mô tả sơ lược về hình dáng của switch. Các em suy nghĩ và trả lời. À, các em thấy hình dáng là hình hộp chữ nhật. Và nó có các dây nối với các ổ ở bên trong. Vậy thì tác dụng của switch dùng để làm gì? À, là thiết bị nối trung tâm, giúp kết nối các máy tính và các thiết bị mạng với nhau. Các em lại quan sát tiếp, đây là hình ảnh hình 4 modem. Và mô tả sơ lược cho cô về hình dáng của modem. Các em suy nghĩ và trả lời. À, các em thấy modem đó có một hình dáng như hình hộp vuông nhỏ và chất liệu là đa số là bằng nhựa. Và tác dụng của modem là thiết bị biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa. Như vậy, ở phần 2 nhỏ thiết bị mạng thì các em cần biết được, kể tên được các thiết bị mạng. Cáp mạng, switch, modem và tác dụng. Cô ví dụ như là cáp mạng có tác dụng là truyền thông tin. Switch giúp kết nối các máy tính và thiết bị mạng. Modem biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa. Và cô có hình ảnh về dây cáp mạng. Và nhìn vào hình ảnh này, các em có thể tìm hiểu thêm về tên, ký hiệu, hình dáng, màu sắc, cấu tạo lõi bên trong của dây cáp mạng. Và hình ảnh tiếp là hình ảnh của switch. Các em tìm hiểu thêm về hình dạng, về hãng sản xuất, về số cổng cắm cáp. Như vậy là các em vừa học xong bài 2, các thành phần của mạng máy tính. Và trong bài học này, các em cần nắm cho cô các kiến thức như sau. Các em kể tên được 3 thành phần của mạng máy tính. Đó là 1. Thiết bị gửi và nhận thông tin. 2. Là các thiết bị mạng. 3. Là phần mềm. Và kể tên được các thiết bị mạng bao gồm cáp mạng, switch, modem. Dặn dò. 1. Các em hiểu nội dung của bài học. 2. Là các em làm bài tập trên trang lớp học. 3. Là các em ghi nội dung chính bài học vào vở và trả lời câu hỏi sau vào vở cho cô. Đó là bài 1 trang 26. Các máy tính trong mạng truyền thông tin cho nhau thông qua những thiết bị nào?